Xin chào anh em, hôm nay Sáp sẽ giới thiệu cho anh em bộ ốp và que chọt để sử dụng cho máy nitro này. Trong bộ nó sẽ gồm một ốp chọt và một que chọt này. Đây là que chọt chuyên dụng của Sáp, là độc nhất trên thị trường luôn nha. Để sử dụng cho máy khoan pin hoặc là máy dẫn dít ha. Rồi. Thì đối với xe nitro á, thì các loại xe 110 chúng ta tháo ổ giật của zin của máy ra nè ha, rồi gắn ốp chọt vô. Còn que này chúng ta sẽ gắn vào máy khoan nè ha, chọt xuyên qua lát nè, đó, chọt xuyên qua lát nè, đó, đút vô đây quay máy nè ha, đó, quay máy. Thì á, bản chất á, là cái que này nó, khi mình đút như vậy á, là nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ nha, nên chúng ta sử dụng máy dẫn dít á, nó sẽ ok, ổn định hơn ha. Rồi. Các bạn đang thắc mắc đó, tại sao cái que chọt trên thị trường đó, nó có cái đít mà hình tròn như thế này ha. Đít hình tròn này dĩ nhiên mà gắn vô bộ chọt của hãng rồi, đúng rồi, nhưng mà đồng thời nếu mà chúng ta gắn cho máy khoan á thì máy dẫn dít thì chắc chắn không xài được. Còn máy khoan á thì khi quay ngược chiều kim đồng hồ á là cái ổ khoan nó sẽ tuôn ra, đầu khoan nó không giữ được, cái đuôi này nó sẽ trợt không chọt được nha, bắt buộc chúng ta phải có đuôi lục giác để gắn vào máy dẫn dít hoặc máy khoan á. Thì đối với cái này đuôi lục giác máy khoan nó vẫn bắt chặt hơn nhé, không trượt. Rồi nếu mà bạn thắc mắc vì sao mà shop không có xài cái đề chọt của hãng bán á, đây nè, đây là cái đề chọt HSB nè, shop bán 10 bộ rồi hết khoảng 3-4 bộ đó, nó xài vài cái nó bị nẻ cái dàn nhôm này nè, nhôm nó làm rất là dở. Đồng thời đó, giá cái này với giá cục pin đó, nó cũng bằng luôn cái máy khoan pin đó, nó không có tiện dụng, máy khoan pin mình có thể làm chuyện khác được nha. Đây nhông đây mày mẻ nè. Khi chúng ta nhận ô chọt về á thì chúng ta dỡ ra đây nè, cái này chúng ta bôi mỡ bò hoặc là xịt ra dầu silicon cũng được ha. Đây cái bánh răng chính của ổ chọt nó có hai phần, một phần dày một phần mỏng nè, thì chúng ta ốp phần mỏng này vô trong cái vỏ nhựa ha, đã rồi đóng nắp vỏ nhựa lại ha. Đây nắp thân này, đây đã còn dày lưu đưa ra ngoài, vậy là nó sẽ không kẹt cái đề chọn nè, đây nó quay thoải mái nè, đó. Rồi chúng ta dùng bốn ốc này dặn vô trong đít máy nữa là ok. Huh?